Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật TP.HCM. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thứ trưởng Ngoại giao Nga đề cập chuyện thử hạt nhân. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn TASS hôm 30 tháng 11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov không loại trừ khả năng Nga nối lại các vụ thử hạt nhân để đáp trả sự leo thang của Mỹ liên quan chiến sự ở Ukraine. Ông Ryabkov nói rằng câu hỏi liệu Nga có nối lại các vụ thử hạt nhân hay không vẫn đang được cân nhắc. Ông nói thêm rằng tình hình chiến sự ở Ukraine khá phức tạp và giới chức Nga đang liên tục xem xét vấn đề trên, tất cả các bộ phận cấu thành và tất cả khía cạnh của nó. Ông Ryabkov cho rằng vấn đề then chốt liên quan sự leo thang của phía Mỹ là việc lập trường của Nga bị phương Tây phớt lờ, mà biểu hiện mới nhất là việc Washington cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp tấn công lãnh thổ Nga. Ông Ryabkov nói rằng Nga có tất cả các phương tiện cần thiết để chống lại các cuộc tấn công do Ukraine thực hiện bằng vũ khí Mỹ, có những biện pháp đối phó quy mô lớn để buộc phương Tây phải hiểu lập trường của Nga và trong mọi trường hợp sẽ vượt qua bài kiểm tra sức mạnh. Ông Ryabkov cũng cảnh báo rằng hậu quả của một cuộc chiến hạt nhân giữa Nga với Mỹ sẽ thảm khốc. Ông cho rằng cuộc chiến như vậy có xảy ra hay không còn phụ thuộc vào động thái của đối thủ. Ông Ryabkov nhấn mạnh rằng Nga sẽ hành động phù hợp với học thuyết hạt nhân mới. Ông lo ngại rằng diễn biến thực tế đang đi theo hướng sẽ gây ra các mối đe dọa có thể buộc Moscow phải kích hoạt đáp trả hạt nhân. Do đó, ông hy vọng các tín hiệu từ Moscow sẽ được giới chức Mỹ nhìn nhận hợp lý. Trong cùng ngày 30 tháng 11, TASS dẫn nhận định của chuyên gia quan hệ quốc tế Dmitry Suslov thuộc câu lạc bộ thảo luận quốc tế vào đây rằng Nga có thể nối lại các vụ thử hạt nhân ngay cả trước khi Mỹ đưa ra quyết định tương tự, trong bối cảnh Moscow cáo buộc Mỹ liên tục leo thang trong vấn đề Ukraine. Chính sách truyền thống của Nga về vấn đề thử hạt nhân sẽ là nối lại chúng nếu Mỹ nối lại chúng. Thậm chí, việc nối lại các vụ thử hạt nhân trước mà không chờ quyết định tương ứng của Mỹ cũng có thể xảy ra. Và khả năng Nga đưa ra quyết định này đã tăng lên do sự leo thang mà Mỹ đang thực hiện, ông Suslov nói. Hãng tin TASS hôm 30 tháng 11 cũng dẫn lời ông Rob Bothard, cựu trung tá quân đội Thụy Sĩ, kiêm chuyên gia phân tích chính trị và quân sự, nhận định rằng báo chí phương Tây đang xuất hiện sự cuồng tín đến mức yêu cầu một số quốc gia cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine. Dù vậy, vẫn có một số lời kêu gọi chính phủ, các nước phương Tây hãy hành động một cách lý trí. Vấn đề cập nhật học thuyết hạt nhân đã được giới chức Nga thảo luận trong nhiều tháng, nhưng chỉ được chính thức luật hóa hôm 19 tháng 11, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phê duyệt. Học thuyết mới đã giảm ngưỡng kích hoạt đòn đáp trả hạt nhân của Nga và mở rộng quy mô bảo vệ cho cả đồng minh Belarus. Sắc lệnh được ông Putin ký sau khi Ukraine trong cùng ngày 19 tháng 11 bắt đầu tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp. Nga đáp trả lại bằng vụ phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik hoàn toàn mới. Ukraine đã thực hiện thêm các vụ tấn công bằng tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS Mỹ và tên lửa Storm Shadow Scab Anh Pháp, trong khi Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik. Trước đó, ngày 25 tháng 11, lãnh đạo cấp cao Nga lên tiếng cảnh báo về hậu quả trước khả năng các nước tiến hành chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine. Tờ New York Times đã đưa tin một số quan chức Mỹ và châu Âu được cho là đang đề xuất chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết việc chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Kyiv có thể được coi là một hành động tấn công vào Nga và hậu quả nhận lại sẽ rất rõ ràng. Ông Medvedev nói việc chuyển giao thực tế các loại vũ khí như vậy có thể được coi là một hành động tấn công hoàn toàn vào đất nước chúng tôi. Theo nội dung bài viết trên Telegram của một quan chức Nga, mối đe dọa chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Kyiv có thể được coi là sự chuẩn bị cho một cuộc xung đột hạt nhân với Nga. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc thảo luận về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân ở Ukraine là vô trách nhiệm và điều này được phát biểu bởi những người thiếu hiểu biết về tình hình thực tế. Trả lời phỏng vấn, ông Peskov nói rằng đây là lý luận hoàn toàn vô trách nhiệm của những người có lẽ có sự hiểu biết kém, ý tưởng kém về thực tế và không cảm thấy một chút trách nhiệm nào khi đưa ra những tuyên bố như vậy. Khi được hỏi liệu Điện Kremlin có nhận thấy nguy cơ leo thang hạt nhân sau khi sử dụng hệ thống tên lửa Oreshnik hay không, ông Peskov cho biết để đánh giá rủi ro leo thang hạt nhân cần phải nghiên cứu học thuyết hạt nhân của Nga và các tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin cũng như các hành động của phương Tây. Nga cân nhắc nối lại thử hạt nhân để đáp trả chính sách leo thang của Mỹ. Nga đang xem xét khả năng nối lại các vụ thử hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ và phương Tây. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã đưa ra thông tin này trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin TASS vào ngày 29 tháng 11. Khi được hỏi liệu Nga có tiếp tục thử nghiệm hạt nhân để đáp trả các chính sách leo thang của Mỹ hay không, ông Ryabkov cho biết tình hình hiện nay khá phức tạp và rằng Moscow đang xem xét tất cả các yếu tố và khía cạnh liên quan. Căng thẳng giữa Nga và Mỹ đã gia tăng trong suốt thời gian qua, đặc biệt là khi Washington và các đồng minh châu Âu bàn luận về việc cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong bối cảnh này, những dấu hiệu gián tiếp cho thấy Mỹ có thể nối lại các vụ thử hạt nhân đã được đề cập, khiến Nga lo ngại về sự leo thang trong các cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân. Vào tháng 2, ông Vladimir Chemarkov, người đứng đầu Cục chống phổ biến vũ khí và kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga, đã cảnh báo rằng nếu Mỹ nối lại các thử nghiệm hạt nhân, Moscow sẽ buộc phải có hành động đáp trả tương xứng. Thực tế, Andrei Sinitsin, người đứng đầu bãi thử hạt nhân của Nga tại Novaya Zemlya, đã thông báo từ tháng trước rằng cơ sở này đã sẵn sàng để tiếp tục thử nghiệm hạt nhân quy mô lớn. Tuy nhiên, cho đến nay, nước Nga hậu Xô Viết chưa thực hiện thử hạt nhân với lần thử nghiệm cuối cùng của Liên Xô vào năm 1990 và của Mỹ vào năm 1992. Moscow đã nhiều lần khẳng định rằng nếu phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong việc tấn công vào lãnh thổ Nga, nước này sẽ không ngần ngại sử dụng các biện pháp mạnh, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ lợi ích quốc gia. Nga cảnh báo sử dụng mọi biện pháp nếu Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong một phát biểu ngày 28 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ đối với việc phương Tây cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine. Ông tuyên bố rằng Nga sẽ sử dụng mọi biện pháp để đối phó với bất kỳ động thái nào nhằm biến Ukraine thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Phát biểu tại Kazakhstan, ông Putin nhấn mạnh, nếu quốc gia mà về cơ bản chúng tôi đang có chiến tranh trở thành một cường quốc hạt nhân, chúng tôi sẽ làm gì? Chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp hủy diệt mà cả Nga có thể làm. Tôi nhấn mạnh là mọi biện pháp. Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh có những đồn đoán rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm sau, một động thái mà Nga sẽ xem là vi phạm các cam kết quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tổng thống Nga cũng chỉ ra rằng, dù Ukraine hầu như không có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân, nước này có thể chế tạo bom bẩn chứa vật liệu phóng xạ. Trong trường hợp đó, ông khẳng định Nga sẽ có những phản ứng thích hợp. Ukraine từng sở hữu kho vũ khí hạt nhân sau khi Liên Xô sụp đổ nhưng đã từ bỏ chúng theo thỏa thuận Budapest năm 1994, đổi lại sự đảm bảo an ninh từ Nga, Mỹ và Anh. Bên cạnh đó, ông Putin cũng đề cập đến khả năng sử dụng tên lửa Oreshnik để tấn công vào các trung tâm ra quyết định tại Kyiv nếu Ukraine tiếp tục sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông khẳng định Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công trên lãnh thổ của mình và đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu lựa chọn mục tiêu tấn công, trong đó có các cơ sở quân sự, doanh nghiệp quốc phòng và công nghiệp. Mặc dù có những tuyên bố cứng rắn, ông Putin vẫn mở cửa cho đàm phán hòa bình với Ukraine, không đặt ra điều kiện tiên quyết nào để bắt đầu đối thoại. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng các yêu cầu của Nga đối với một thỏa thuận hòa bình với Kiev không thay đổi, bao gồm việc Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và nhượng bộ các khu vực mà Moscow hiện kiểm soát. Về chính trường Mỹ, ông Putin cũng có những nhận định về Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden và người kế nhiệm có thể là Donald Trump. Ông khen ngợi Trump là một chính trị gia thông minh và giàu kinh nghiệm, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến sự an toàn của ông Trump, đặc biệt sau các vụ ám sát hụt. Putin cũng cho rằng Trump nếu được bầu lại sẽ tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ngoài ra, ông Putin cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại với Mỹ, đặc biệt là khi ông Trump chuẩn bị nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, với lời hứa chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong 24 giờ. Những phát biểu này một lần nữa làm nổi bật tình trạng căng thẳng hiện nay giữa Nga và phương Tây, khi cả hai bên đều duy trì những yêu cầu và lợi ích chiến lược mạnh mẽ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật TP.HCM. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!